cửa rồi. Nó bày thì gà ra nhẫn cái nó bày kiểu hơi mỏng. Bày hơi mỏng luôn. Mỏng bày cho đẹp. Đẹp. Ơi, sáng mà lấy hạt tiêu cái nào cũng được. Tôi đang sáng không đụng cái gì vào kỹ thuật chặt gà rồi cách bày đĩa cần có cách làm quen làm nhiều mới có cách biết cách. Tôi không cần. À đấy à, nó để than to thế.
Chờ ít phút. Vâng. Con này gầy. To nhưng mà lại xương anh ạ. Dạ. Em ơi, ra chỗ để rơi đi đầm em đón thằng em chừng đấy. Chẳng bằng lươn à? Không, không, không còn ai. Chạy cái đường gì đến đi. Em kia ra đây em đón hắn để nó mang lươn đấy. Còn mà đi xe em đường đi đường đây sợ đổ. Mày chị vào tại nhà. Đây bây giờ hắn đi. Đi. Mày đang làm chi? Mày đi. Mày đang đâu nhá? Ừ. Hắn đi cái công tên màu cam. Số điện thoại đây. Mày đi. Ừ, thì có kết quả âm tính này. Tìm cho anh con gà nó rất gầy nhất. Chết đầy quá. Vừa vặn thôi. Chứ vừa không ăn không hết, mẹ mất công sang. 45 đủ. Đó. 45 đủ.